sự chia sẻ đến là cái nguồn hạnh phúc lớn nhất mà nó sơ ra cái tâm thì muộn thì nó mới buồn sắp này. Thật thử Thầy hy vọng là quý vị nhân cái ngày chúng ta có như hôm nay, quý vị hãy trải lòng mình tưởng nhớ đến công ơn thanh thật dịu dục của chân thật, và hãy tự mình chia sẻ những điều đau nỗi buồn, chia sẻ những hạnh phúc dù nhỏ nhất trong cuộc đời này với quý vị. Có như vậy quý vị mới có được những hạnh phúc lớn lao trong cái cuộc sống khi cái tuổi xế chiều này, phải không quý vị? Phải không? Phải gì không? Có ai mà cũng mình về nhà sống đơn độc một mình không? Có không? Ai cũng muốn mình các bạn có mẹ có con có cái. Vậy thì quý vị hãy chia sẻ tất cả những gì mà nhỏ nhất của cuộc sống này, bởi vì chia sẻ được những điều đó thì quý vị mới có được hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời này, phải không quý vị? Và giờ phút này đây, thầy xin đại diện cho chùa để mà cài lên được các quý vị những đó hoa học tư tâm, những đó hoa học tượng trưng cho tình thương vô bờ vô bến của cha của mẹ, được không quý vị? Xin cho cái nhạc lớn một tí và xin mời Thầy Đức Thích mọi người và chúng ta chuẩn bị hoa hồng để mà cài lên theo như Phật tử. Tôi cũng sư thích ca mâu ni Phật kính thưa quý vị, cứ mỗi năm thiên là do thu sẽ đặt trở về lãng hoàng lá đá thân thiên cả tư bay có hiệu một mùa thu năm trở lại về em vương thị trăng lòng người có Phật chợt nhớ lên chân đến đề khi đi chút chùa đón nga cầm vọng vác nhẹ vào ngồi thương vô như góc vào một người tỏ nhìn thổng thức khí tham báo hiếu trọng ấm những ngày lại để vua lâm báo hiếu tiếng vua lâm con phong nhớ cha không dự dụng mùa báo hiếu thương về đức cù lam kính thi có dạy để sanh tan cha nuôi tan làm con phải nhớ thương cha về vì giáp đề sắp để ớt có nhọc làm con cũng giáp đề có ớt giáp đề cũng như có lưng trời cao vô cùng. Ôi ngày sắp tắt cha đôi lan nhớ thương giáp đề xót xa tấm lòng thương con cực khổ bạc còn trời cao mời mời có áp đề chúng mày công ơn cha mẹ cao với trời sâu với biển một phận làm con biết giờ đáp sao công ơn sâu dày của hai năm sanh thật kinh bạch chư tôn đức và thưa toàn thể những nhân nữ phật tử dưới mái già lâm lâm mát này chúng con đồng thành kinh hướng về hóa ngôi tam bảo đồng thành kinh hướng về chư tôn thiền đức tăng nguyện cài đó để tưởng công sanh thành dự dụng của cha của mẹ như nội niệm thọ thức biết bao để hướng về hai đồng sanh thành cao cả chức. Hạnh phúc và lời chúc sức khỏe nhân
trong tâm thần của mình, người đã suốt cuộc đời này chăm lo cho cuộc sống của mình ngay từ khi sinh ra đến lúc lớn lên và lúc trưởng thành. Bởi vì con như dù lớn hoặc là con của mẹ đi suốt cuộc đời không ai không phải mẹ. Thật sự quý vị hãy tưởng nhớ về cha, về mẹ bằng những gì thiêng liêng nhất của tình người. Và quý vị hãy cố gắng về chùa lễ Phật tụng kinh để hồi hướng công đức này cho cha mẹ đã qua cố của mình được lúc nhờ Phật lực mà siêu thoát trần độ, và cha mẹ hiện tiền được thuốc thọ tăng long bệnh tật tiêu trừ, mãi mãi sống ơn chúng ta và che chở cho chúng ta suốt cuộc đời này. Quý vị cài văn học thì quý vị giải đao 10 phút 15 phút trước khi mà Hải Đức giảng sư Thích Trí Huệ và giảng quý vị thầy xin phép quý vị, bởi vì hôm nay thật sự rất là bận, không có nhiều thời gian để chia sẻ với quý vị, và hẹn là quý vị ở những dịp khác sẽ có thời gian để nói chuyện với quý vị nhiều hơn về những đề tài của Phật giáo. Thì qua cái sự thỉnh cầu của ban hòa thượng của chùa và việc thầy cố tình thì cái chỗ thật tình thì chắc chắn có điều rằng là hy vọng sẽ muốn không chứ thì con muốn là bài hàng đúng không. Khi mình hy vọng là mình còn cái tháng kia là mình làm sao để mà gặp nhau để ngồi tâm sự với nhau về cái đề tài học pháp, cùng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm sống, chia sẻ và yêu thương, hãy tay nắm tay, lòng nguyện lòng để cùng nhau đồng hành, cùng nhau xây dựng cái ngôi chùa này và cùng nhau trải lòng. Cái lúc mình buồn quá thì cái người phật tử bên cạnh của mình, người bạn đạo của mình cầm tay của mình thì cố lên, không phải là một niềm hạnh phúc lớn lao cái gì, thấy không, đúng không? Không phải là con thân thích gì mà mình có thể chia sẻ với mình, đó là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Và đó là cái trở về mà nó không cần phải mất bất kỳ gì, thấy không? Quý vị muốn một con cái gì mà trả nước gì bắt buộc thì phải nuôi nó lên người và nuôi con kéo mà nó còn chết, đúng không? Nhưng mà đến với chùa đâu có cần bỏ ra gì đâu, nhưng mà cái gì mà có được những buồn hạnh phúc thi mà cao cả thành thử ghi nhận rằng quý vị hãy coi ngôi chùa là một gia đình và ngôi chùa chính là nơi trở về cuối cùng của quý vị để lúc buồn nhất, đau khổ nhất, thục hận nhất, quý vị trở về chùa, chắp tay lại, nhìn Phật, nắm tay mà tay nắm tay nhau để cùng vượt qua trong ngay thử thách của cuộc đời, thấy không? Thầy hy vọng rằng những ngày tháng sau là thầy cầu mình sẽ cùng nhau tay nắm tay mà lòng nguyện lòng cùng nhau xây dựng cái ngôi nhà tâm linh này ngày càng phát triển đi lên, cái đường hạnh này nó càng ngày càng đi xuống, thấy không? Đúng không? Phải gì không? Phải không? Phải gì không? Một lần nữa thì chúc quý vị an lành hạnh phúc và quý vị sẽ đau trong vòng 10 phút để tiếp tục để các quý vị đi về. Cái này sẽ ở lại quý vị nhưng mà thời gian cho phép thì cái gì đẹp thì khác, còn hai hồi không giải không quý vị cũng vậy.
thiệt lòng thương, ăn chay tiết kiệm đồng lương, ăn chay chỉ tốn sao tương, cuộc sống thanh lương giúp đời bảo vệ môi trường. Ăn chay thay Phật là thương, ăn chay chẳng sợ mắc xương, ăn chay vượt thoát tai ương, cuộc sống an thương giúp đời bảo vệ môi trường. Hello. Mình chạy hoang cương hoang ăn chạy tay lại xét ăn chạy nói hàng ăn chạy vượt nghiệp trả hay ăn chạy vượt thoát nước say đổi hết chua cay đi về Thank you.
không nhỉ? Quý vị tới đây tham dự cùng với thầy một niềm rất là vui của thầy. Và hôm nay là cái ngày rất là quan trọng, ngày Buddha Thánh Hội, ngày 5 tháng 7.